anh nào bị chúa đánh này. Ui ôi, sao mày không đi y tế, mày còn phát cái lên gì? Anh nào anh bị bọn ma phố đập cục mắt này này. Bê 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 đi. Đây mày. Nhưng mà mày không đi được, không đi được đâu ạ, không đi được đâu ạ, không đi được đâu. Không, mày không đi được. Không, không quay được. Ui hỏng rồi. Ra đi em bé. Ra đi em bé. Đó, anh chết rồi. Dậy đi. Ủa, ôi. Dậy đi anh. Buồn ngủ. Dậy đi. Đau này. Hello các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo là của mình. Thì mình là Háo Dung các bạn nhá. Mình bình tĩnh nhá. Mẹ quay video. Con chó này. Chào tí anh chị anh em ạ. Sao camera lại không chào. Con gì anh nhỉ? Tiên luộc. Lộ vào. Tiên luộc. Tí gọi là hôm nay mình mới mua mình mua được ít tít giả mình có mặt chôn cho anh em nên là mình kiểu bị đánh ấy, xem phản ứng anh em như thế nào. Ok thì bị úp trộm gì nói chung là hả là bạn bị úp trộm à hả một phố đánh à mấy phố ôi trời ơi phải cả nhà anh cả nói thật oh my god tức là nó thử mình cũng biết được. Thì ok các bạn ạ, thì hôm nay mình có cái màn thôn như thế này. Mình cho ít cái tiết giả này vào đây. Mình cho nên chán với cả ấy vào bụng người này giả và bị đâm đấy, bị đâm. Thằng bói phủ đâm. Ui, nguy hiểm thế. Mình thì nói chung là mình lên trên mạng mình chửi nhau nhiều lắm. Chửi nhau mấy thằng trẻ con 2K15-16 ấy. Đùa tao à. Đấy, chỉ tập vào là mình bị đối tượng này nó ra là chắc úp mình. Đấy, để xem phản ứng anh em như thế nào nhá. Bên xem phản luôn. Ừ. Đó, trời. Đấy, từ từ. Quấn đi xong rồi. Quấn đi xong rồi tí thấm sau. Được rồi bạn. Nào, quấn lên đây đi. Nào. Đây cho cái này vào đây. Đấy, mình cứ quấn cái đầu anh đi. Không gì ạ. Mày đừng quấn chuột mắt ra được. Quấn chuột không? Không, được rồi. Đây bây giờ mình sẽ qua đâu cho mấy xe bạn chú Long à quấn cái này. Đây cho đứa cho cái này thấm vào. Đây. Thế nhỉ? Được rồi, bây giờ mình cho cái này vào. Không cho ở đây đi luôn. Dạ. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Anh kéo chúng mình. Hay chưa? Kéo chúng mình. Đừng nói tới không thương mình. Đấy, thì mình sẽ cuốn thế này. Thôi cho thêm nó một cái lớp nữa vào. Thì anh nhanh lên. Mới giống, anh hiểu không? Nó mới giống là anh bị boy phố nó đâm. Thì nên mình phải cầm cả một cái này mình bị nó búc với các bạn. Nó hy sinh giáo vậy. Ăn đồ. Được của nó đấy. Đấy, đây anh em ạ. Quá mấy trăm triệu nhỉ? Mấy chục nghìn. Mấy chục kín đô. Trời ghê chưa? Ghê chưa? À. rồi mình xong rồi. Cả tài sản chắc có vài nghìn. Tôi mày đừng có bốc quét. Đâu các bạn nha. Rồi. Bây giờ rồi. Thấm máu nhỉ. Đây, bây giờ sẽ đổ ở đây để thấm. Xong rồi chúng mình thăn vào luôn. Đủ ít thôi. Em biết rồi. Đấy, chú đủ hơi nhiều đấy. Đúng mẹ. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy máu thật không? Màu như màu thật thôi các bạn. Không giả đâu nha các bạn nha. À thế đúng à? Rồi. Đúng chưa? Đúng không? Mắc giống lắm. Đậm đậm tí em ơi. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Anh chả ba để chặt ra ấy. Ui giống cực luôn. Tí phải lấy cát. Tí nó phải lấy cát và chút chát vào người anh. Rồi bây giờ tiến tiếp không được vứt cái đấy ra. Đó cầm ôm người luôn. Đồ ngu. Nào, quấn bụng đi. Đấy, ấy cái này nó chưa? Rồi, nhét nhét vào. Nhét nhét à? Ừ. Thì bây giờ mới bị đấy xong thì kiểu mình vội vàng mình ấy sơ cứu đấy, vừa sơ cứu. Đúng rồi. Đúng. Ôi ơi, nhiều ấy. Ta thành ngấm rồi. Đúng rồi mày ơi. Thế thế đẹp thật. Ngấm rồi. Nhét rồi. Nào, bây giờ lấy bụng nhờ. Đây cầm này. Đưa đây. Từ dán vào. À, nhớ. Đây, để anh cầm này nào, đủ ở đây. Rồi. Mày đánh tao đúng không? Ôi mày, tôi không gì. Rồi, giống đấy. Nó phải như thế chứ, phải chịu hy sinh thế các bạn. Bọn anh Tùng với cả bộ thính năm. Mình mà không làm ảnh hoài là tổ với cả anh không tin đâu. Đúng.
Đấy, xong thì đổ đồ đây này. Ngồi. Ôi trời, chụp ảnh hy sinh cả áo này. Nhìn 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 lên. Ôi. Ôi cô ạ. Mày bị thương thật không giả? Cháu bị thật đấy. Thôi, mày đừng có bốc quét. Vâng ạ. Rồi, bây giờ cho tí vào đi, anh. Vâng. Phải cho một tí máu vào lưng em thì mình giống thật. Không phải, không cần đâu. Một, hai, ba. Bỏ chạy ơi. Cầm kiếm. Ui ôi. Anh Hào bị chúa đánh này. Ui ôi. Sao mày không đi đâu y tế, mày còn phát lên gì? Phải, vừa em vừa mới đi mua thức ăn. Ui, mẹ ơi. Máu đầy này. Ui. Hai em đi đéo hiểu gì. Đưa cái anh chạy. Ui, bây giờ đỡ đi, bây giờ. Bây giờ đỡ nhớ. Dậy. Anh mẹ đỡ gì đấy, máu chóng mặt. Đến nơi đỡ dậy thì máu chảy em ra. Em đang đi mua đồ ăn đúng không? Thì thấy anh Hào anh bị đâm bụt phát này. Thì em mới ra không? Sao vào viện, mày đưa về đây. Bị ở đường gõ ai này. Ở đây là ai băng rồi đây? Em. Mẹ đứa nào đâm? Mấy cái bọn anh Hào anh ấy chửi. Ôi. Trên mạng. Làm yên mà. Nó máu đi được kinh thế. Bên làm bên đi. Bên làm bên đi. Bên làm bên đi. Anh ơi, bây giờ chúa nhá. Chúa cầm một cái phóng lợn dài quăng như này, chúa đâm anh Hào ơi. Ôi dài ôi. Tao tưởng mày đi lao. Anh đi sao mà xử lý chúng nó? Đi. Điên là BAB loại ruột ra ơi. Đến đây. Chứ lấy cái viên là thế nào? Ai đâu đâu? Ai đâu đi? Không ngồi. Đúng gì? Lấy xe đi Tùng ơi. Đâu à? Ai đâu? Gọi bố anh Hào đây. Gì? Bố anh Hào đi. Bố anh Hào không có nhà, bố anh Hào đi. Đi ấy rồi, đi em cố rồi. Cố mấy cái gì đi về đi. Ngạnh, tìm cách khách con ba ở xóm là chả đi. Ngại lắm, không ra ngoài đây. Thằng bố phải chết đến nơi rồi ngại. Ngại lắm. Xe đi rồi. Đây rồi, xe đây rồi. Mày anh kia đây đi. Đâu? Kiếm nhá. Ê, đừng kiếm, đừng có chết chết chết. Không biết được đâu. Đâu ạ? Đừng có nói ruột ta. Nói ruột đây. Anh nằm im anh nhỏ. Anh đừng lấy mạnh vào đây, nó bị vào đây rồi nó ấy. Hả? Mày ra nó đi, mày ra khiến của anh nó đi. Sao này? Bây giờ anh Hào anh bị bọn ngoài phố đông cục phát này này. Bê đi. Đây mạnh này. Nhưng mà không đi được đâu ạ. Không đi được. Không cưỡng quậy được. Ui Hồng ơi. Ra điểm bế. Mày lên xuống. Thôi. Mày từ từ mày lấy vào đây. Đang rách như này. Đang ấy vào đây lại vào. À thế rồi. Chảy máu nhiều quá. Chảy máu nhiều. Lên đi đi không ấy. Ông ơi. Ông hộ cháu gái. Ông bê hộ cháu anh nghỉ lên. Nhanh lên thôi anh ấy đi không ấy. Chú ơi, sắp rồi, nơi rồi. Chú ơi, cháu cái, chú bên xe rồi cháu cái. Đến, anh ơi. Anh. Thật mà. Thật mà, chú. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Anh, trêu chú làm gì? Anh đẩy im, phải đừng đau một tí thôi. Lừa rồi, thề. À,
Đau 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 một tí thôi, đau một tí thôi. Hôm nay bia bét thế này. Em gái đỡ đỡ em gái. Nào kênh nhá. Kênh đi, kênh chú ơi. Kênh đi. Nào. Nào đi đi. Kênh nhá. Đau đau anh ơi. Mày chịu đau anh ơi. Mày chịu đau anh ơi. Mày chịu đau anh ơi. Khiêng đầu như này ư. Khiêng ở lên thì tao một mình tao không khiêng được. Đau cả đầu. Đau ở đầu ấy kìa. Không đi được. Không đi được đâu. Mày không hớt được bao con trai, Toby không tình yêu.